rất là cảm ơn chị. Tàu còn công ty chúng tôi có một cái cây cột về tiếp tục Trường Sơn đã đưa về đây, đưa được cái nhạc truyền thống và cái bài ca cách mạng bằng và tiếng sáo Trường Sơn. Ngày xưa tôi thấy cái sức để mà dục chúng ta quân hành nó mạnh như thế, đúng không ạ? Tôi rất là cảm xúc và chúc chị sức khỏe. Hiện nay là chủ tịch Nguyễn Thanh Hà đã tạo ra sân chơi này, chị gần đây không? Thế là chị xin lỗi, là phụ nữ thì ít khi hỏi tuổi lắm, mà như thế thì chắc này là chị năm nay mới có 37 tuổi phải không? Tôi tròn 37. Em xin cảm ơn nhiều lắm tất cả những kỷ niệm, những giờ phút hôm nay được đọng lại trong trái tim. Suốt từ năm 65, Bích Đào đã khoác ba lô đi chiến trường. Từ năm 1 tháng 8 năm 65, đã khoác ba lô trở thành người chiến sĩ, người quân đội rồi. Cho nên là mặc dù tuổi cao và sức cũng quá yếu rồi, nhưng mà những cái tình cái nghĩa để lại những kỷ niệm sâu sắc. Cho nên là mong hơn các anh, các chị, các bạn và các cháu thứ tha cho. Rất cảm ơn anh đã gặp anh hôm đầu tiên rồi. Cảm ơn nhiều lắm, và xin ghi lại những giây phút này trong tim mà không bao giờ quên người biết đào ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Để đáp lại chị, hôm nay tôi hát cái bài chiến sĩ ấy, mẹ ba năm xưa, đờn nhớ lại cho chị nhé. Một tí.